Các bạn và các em yêu quý, ta bắt đầu đi vào học cái phần đầu tiên các em tập trung, đó là lý thuyết. Cái lý thuyết này bây giờ các em tập trung nghe chủ yếu nhé. Còn thầy sẽ cố gắng ghi ngắn gọn những cái gì nhất có thể, xong em nhớ các cái chỗ nào mà thầy đóng khung quan trọng thì mình ghi vào. Nhớ như vậy là được. Nhờ đôi khi lý thuyết em nên nhớ học trong lớp 11 có nhiều thứ lý thuyết nó lắm khi mà thể hiện nó hay bị gọi là gì ấy nhỉ? Đọc đôi khi các bạn đọc không cẩn thận nó khó hiểu phết ấy. Nhưng mà quan trọng nhất là các em nghe, phân tích và cái việc lấy ví dụ của các cái vấn đề ấy và thể hiện được lại cho thầy cô giáo hiểu, các bạn hiểu như vậy là thành công rồi. Phải tập thể hiện nhé. Chứ nếu không may kia là cứ chỉ chăm chăm, không phải là cứ làm bài tập làm bài được xong bảo có hiểu gì không, với cả làm lại bài khác thì chả hiểu gì. Không như thế thì khác gì bảo là đi toàn là đi chép, mới thuộc quá thì ai mà thuộc được. Quan trọng là phải hiểu tại sao người ta suy ra được như thế. Đấy chưa? Dựa trên cơ sở lý thuyết nào? Đó, cái lớp 11 bắt đầu không giống lớp 10 đâu, lại bảo đã đọc 1 cộng 1 bằng 2. Không sao hỏi 2 trừ 1 bằng bao nhiêu không biết. Được chưa? Thế chết rồi. Quan trọng nhất em phải hiểu và biến được kiến thức của thầy về thành kiến thức của mình và thể hiện được lại cho người khác. Thỉnh thoảng nhớ phải phải đi học thêm, đi học nhóm hoặc là phải tập thuyết trình các thứ, được chưa? Thì mới có thể biến kiến thức của thật của mình vào. Chứ bây giờ cứ ngồi nghe một lúc xong rồi em cẩn thận nha. Học cái này ngồi nghe một lúc xong em biết rồi, cái căn bệnh lớp 10 nó ngồi nghe nghe này xong một lúc sau là ngủ gật, được chưa? Không hiểu. Đến lúc ý, lúc học là phải hết sức tỉnh táo các thứ, mở to mắt ra, căng tay ra. Nhớ nhá, được chưa? Thầy dặn trước ở cái bài đầu tiên, các bài sau rồi đi thầy không nhắc nữa đâu, được chưa? Cố mà nghe, nhớ chưa? Xong rồi tập thể hiện lại, thế là ổn. Đầu tiên thì mình sẽ xét cho thầy định nghĩa về các cái hàm số lượng giác. Nào, thứ nhất, chốt lại này, có 4 hàm số lượng giác. Các em đã học, em đã biết học 4 ứng với một góc nào đó trên đường tròn lượng giác. Hồi học lớp 10, chúng ta đã có đó là 4 cái giá trị lượng giác tương ứng với một góc hoặc một cung alpha nào đó trên đường tròn lượng giác. Người ta xác định được đó là 4 giá trị lượng giác: sin alpha, cos alpha, tan alpha và cotan alpha. Thế thì tương ứng với cái ý, bây giờ chúng ta cũng sẽ có 4 hàm lượng giác. Ta xét hàm thứ nhất trước, hàm số sin. Hàm số sin có nghĩa là một cái hàm số trong này có chứa sin. Chỉ chứa sin thôi, gọi là hàm số sin. Hàm số ngày xưa học rồi, hàm số chỉ là gì? Là một quy tắc, là một cái gì? Là một công thức. Trong đó có mấy đại lượng, thường là 2 đại lượng x và y. Nếu các em chỉ xét hàm một ẩn, thì hầu như chúng ta chỉ xét các hàm y bằng fx. Y bằng fx, y phụ thuộc vào x. Trong này, hàm f cần xét đến là hàm gì? Hàm sin. Thí dụ nhé, y bằng căn x, thì hàm f của em là gì? Hàm căn, được chưa? Hoặc là y bằng x mũ bình phương, thì hàm f của em lúc ý là gì? Hàm x lũy thừa x mũ n, đúng không? Thế bây giờ xét đến y bằng fx trong trường hợp này, hàm sin f là sin, hiểu chưa? Như vậy y phụ thuộc vào x qua việc tính sin, được chưa? Bản chất của hàm số này chỉ là gì? Là một quy tắc, hoặc nói ngắn gọn là một công thức mà liên hệ bởi 2 đại lượng x và y, trong đó y phụ thuộc vào x. Tương ứng với mỗi một giá trị của x ta thay vào thì ta chỉ tìm được tương ứng đúng với một giá trị của gì? Của y. Trong đó x, y đều là những số thực. Không có nhẽ tính ra lại có cả số ảo ư? Em có nhớ là ngày xưa em thay bất cứ một cái giá trị x nào với hàm sin này thì em cũng thu được một giá trị không? Đấy, đấy chính là giá trị của y, của sin đấy. Như vậy ta ghi quy tắc đặt tương ứng với mỗi một số thực x, người ta thu được về một số thực y, trong đó y chính là sin x. Hiểu chỗ này chưa? À đấy, hiểu rồi nhá. Giống y hệt như là cái việc em soi gương ấy. Cái hàm f của em ấy chính là cái gương của em. Còn em chính là cái giá trị x. Em soi vào gương có nghĩa là em thay x vào cái hàm sin đấy. Hàm sin đấy giả về cho em một cái ảnh nào đó ở trong gương, đấy chính là y. Em là thật, em là số thực thật, thì cái ảnh của em cũng là thật. Nhưng mà thầy cũng đang hỏi lại bên vật lý một tí. Cái ảnh em học bên vật lý qua gương hình như có cả trường hợp ảnh ảo hay sao? Em xem có phải là, hình như thầy nhớ không nhầm cái dòng vật lý qua gương nó có cả ảnh ảo hay là ảnh thật. Cái ảnh theo thầy trong trường hợp này mình cứ nhớ là người thật soi vào gương là ảnh thật nhá, không có nhẽ này ảnh giả. Ảnh của em chứ còn ai nữa, chẳng nhẽ là ảnh giả, không nghĩa mình lại nhìn thấy cả một cái ảnh của một cái người nào đó áo trắng lơ lửng ở đấy à? Đấy, đấy mới là ảnh ảo đấy, cẩn thận nhé. Đừng có soi gương ban tối, các bạn soi gương ban tối thì như người ta bảo là dễ nhìn thấy ảnh ảo lắm đấy, cẩn thận, được chưa? Như vậy tôi nhắc lại, em là x, cái gương của em là hàm f, em soi
ứng với mỗi một giá trị thực của em soi vào, em chỉ nhận được đúng một ảnh thôi. Người ta gọi là, người ta còn gọi các quy tắc này bên đại số nâng cao thì người ta hay gọi đây là quy tắc đơn ánh. Đơn ánh, bản chất hàm số chỉ là một ánh xạ chiếu từ tập số thực này, chiếu từ tập số thực vào tập số thực này, trong đó x là thuộc số thực, y cũng là số thực, được chưa? Đấy, hiểu đơn giản như vậy thôi. Có những cái hàm không phải đơn ánh đâu, có những cái hàm biết đâu một giá trị x thay vào lại ra, có khi lại ra hai giá trị y, được chưa? Nhưng mà cái trường hợp ấy mình không xét, mình chỉ xét là trong những trường hợp này một mình thì chui ra một cái ảnh của mình thôi. Đó, mình đã hiểu quy tắc rồi, đấy, như thế là mình thành công. Đấy, hiểu đơn giản như vậy thôi, không cần hiểu phức tạp gì cả. Như vậy, tôi xin nhắc lại, hàm f, hàm số sin chỉ là một quy tắc, đó là quy tắc sin, hay còn gọi hàm f trong trường hợp này chính là hàm sin, được chưa? Chạy từ tập số thực vào tập số thực, trong đó x là biến chạy của em, đúng chưa? X là ẩn, là một số thực. Mỗi lần thay vào quy tắc công thức ánh xạ này thì người ta sẽ thu được đó là một giá trị y tương ứng, gọi là ảnh của nó. Ảnh, đúng rồi, như cái gương ấy thầy vừa nói với em xong. Hai số này đều là số thực. Chứ sách giáo khoa viết này xong đọc mãi một quay nó viết cái gì mình chả hiểu cái gì cả. Không hiểu thì mấy kia làm sao làm được những cái bài nâng cao nữa. Bài nâng cao về sau người ta hỏi nhiều lý thuyết lắm. Không phải lúc nào cũng ngồi đấy mà bấm máy tính đâu. Được chưa? Bấm máy tính nó xong đòi điểm cao trên 7-8 điểm đỗ đại học được. Rồi ngồi đấy. Thế nên bây giờ chúng ta có quy tắc rồi nhá. Xong. Hàm số này được gọi là hàm số sin và ký hiệu là hàm số y bằng sin x. Như vậy, em chỉ cần nhớ cho thầy trong phần này công thức của hàm số sin y bằng sin x rất đơn giản. Có phải là y phụ thuộc vào x thông qua hàm sin không? Đấy. Tập xác định, cái nhớ thứ hai nhớ cho thầy là tập xác định. Đây là định nghĩa, đây là tập xác định. Chắc thầy hỏi, soi gương qua hàm sin thì em soi cái nào cũng được đúng không? Bất cứ một giá trị em ai soi vào cũng được. Của đúng hàm sin thì ai soi vào cũng được không? Chỉ có điều là cái người xấu hay đẹp thôi. Nếu x, tức là chẳng hạn người đẹp ấy, soi vào gương thì sẽ sinh ra các cái số đẹp đúng không? Ảnh đẹp. Còn nếu mà chẳng may mà gọi là người không được đẹp lắm thì soi, tức là nói ngắn gọn là người hơi xấu đấy, thì soi vào cái gương nó ra số xấu chẳng hạn như thế. Tôi lấy ví dụ, cho tôi những giá trị x tương ứng. Ngày xưa mình học x, ngày xưa mình đo bằng hai hệ đơn vị, đó là độ và radian. Bây giờ chơi độ với radian đều được nhé. Bây giờ chơi độ x bằng, được chưa, 30 độ nào, x bằng 60 độ. Bây giờ thầy đố các bạn nào học nhẩm lại được mấy cái này, hay là người chuẩn bị ngồi bấm máy tính này, cho phép bấm chả bảo gì, 90 độ nào, ba cái góc hay gặp nhất trong quá trình học đó là 0 độ, 30 độ, 60 độ, 90 độ, 45 độ. Bạn nào thuộc luôn được bảo thầy luôn, được chưa, thầy sẽ khen luôn, mai sau đỡ phải bấm máy tính đỡ tra bảng. Các em ghi, chẳng hạn sin 30 độ thì y bằng sin x, lúc ấy y bằng sin của 30 đúng không? Sin 30 bằng bao nhiêu? Không biết. Rồi chuẩn bị. Chuẩn bị này, y bằng sin 60 đúng không? Sin 60 bao nhiêu? Cũng không biết. Rồi chuẩn bị này, rồi đây y bằng sin của 90 bao nhiêu? Này ta thầy trả lời nhá. Sin 90 độ là bằng 1. Thích thì mình có thể bằng máy tính, được chưa? Sin 30 bằng cos 60 bằng 1/2. Lấy máy tính bấm nhá. Được chưa? Không biết thì lấy máy tính mà bấm thôi, chứ còn làm cái gì nữa. Còn nhớ chưa? Sin 30 thì bằng cos của 60 mà. Nên là bằng 1/2, cái thứ học phụ chéo rồi đấy. Tiếp. Sin 60 lại bằng cos 30. Đối lại của 1/2 là căn 3/2 nhá. Căn 3/2. Xong. Thế là hiểu rồi. Xong. Thích thì lấy máy tính bấm. Ngoài ra thì thầy cũng bảo cho luôn, người ta hay cho cái hệ đơn vị radian nhé. Đây là hệ đơn vị chữ D, tức là độ. Em để ở shift mode 3. Shift mode 3 là D, là độ. Em để nhớ để máy tính mặc định. Trong chương học lượng giác này thầy nhắc lại với các em, nếu như đề không nói năng gì thêm, ta hiểu rằng x trong này đều được tính theo các đơn vị. Ngày xưa mình đang học đơn vị đo cung với góc lượng giác ngày xưa học ấy, đó là đơn vị shift mode 4 radian, được chưa? Đừng quên shift mode 4 radian. Thì bây giờ các cái góc ý đều phải quy đổi theo theo radian hết. Thí dụ 30 độ là pi trên 3, 60 độ, 30 độ là pi trên 6, 45 độ là pi trên 4, 60 độ là pi trên 3, dĩ nhiên là 90 độ là pi trên 2. Với sự quy ước pi chính là tương đương với 180 độ. Không, chắc là bây giờ không ai quên cái này nhỉ. Đầu năm nhắc lại cái này mà bây giờ mình còn ngơ ngẩn là phải để ý vào đấy. Đổi theo hệ đơn vị radian. Thế bây giờ em cũng sẽ có ngay
sin của pi trên 6. Thử thổi vừa tính xong đây này, chia sin 30 độ này. Nhắc lại, 1/2. Đố các em biết sin pi trên 4 bằng bao nhiêu? Sin 45 độ, căn 2/2. Sin của 60 độ, được chưa? Căn 3/2, nó cứ tăng dần này, căn 1/2 này, căn 2/2 này, căn 3/2. Thầy đố các em biết cái này chính là căn 4/2 hay chính là sin của pi trên 2? Căn 4/2 tức là bằng 1 đấy. Nó có quy luật cả rồi. Tí nữa cốt nó ngược trở lại thôi, chả có gì đâu. Đấy, thầy đã lấy ví dụ cho các em xong rồi. Em ngồi về nhà mà thể hiện tính toán với cái này sao cho cẩn thận nhé. Như vậy, có đúng không? Ứng với mỗi một giá thực, giá trị thực của x, đây ta thu được các giá trị thực tương ứng của y đây. Có thể âm dương tùy ý thì không biết, âm hay dương không quan trọng là số thực, tính được. Như vậy, với mọi số nó đều tính được. Đây là R. Đấy, tôi chỉ cần nhớ như thế thôi. Bây giờ minh họa hình học trên đường tròn lượng giác. Các em tập trung nhìn vào đây, thầy giải thích cho nghe chỗ này. Chỗ này quan trọng là hiểu thôi. Các em thích thì chép, không thích thầy cũng không bảo gì. Có điều chỗ này quan trọng là hiểu. Trên đường tròn lượng giác, trục dọc là trục giá trị của sin, trục ngang là trục giá trị của cốt. Trục sin có giá trị chạy từ -1 đến 1. 1 là cao nhất, -1 thấp nhất. Trục cốt tương tự, -1 đến 1. Tại các vị trí này, đây là giá trị của nó nhé, đây là 0 này. Về các đoạn giá trị của nó thì ở đây. Thế em nhớ, cái góc đường tròn lượng giác quay theo cái chiều này là chiều dương, chiều này là chiều âm, em học rồi. Quay lên trên là chiều dương, quay xuống dưới là chiều âm. Cái này thầy em đã học kỹ với thầy từ năm lớp 10 học chán rồi. Được chưa? Chiều quay lên, chiều dương thì lại là chiều ngược chiều kim đồng hồ, thầy đã giải thích rồi nhá. Được chưa? Chiều dương là ngược chiều kim đồng hồ đấy. Thế thì đầu tiên các em nhìn vào trục giá trị của sin giúp thầy. Trục giá trị của sin chạy từ -1 đến 1. Bây giờ ứng với một cái điểm bất kỳ nào đó trên đường tròn lượng giác, tôi lấy điểm M. Thì khi đó có phải là ngày xưa các em học là chúng ta sẽ vẽ được một cái góc alpha nào đó không? Góc alpha này tương ứng với cái mọi tính góc ấy, người ta đều phải tính so với cái góc chuẩn, tức là phải so sánh chuẩn với cái trục hoành hữu x nhé. Tức là cái trục trục này này là người ta đã coi làm chuẩn rồi. Cái trục hoành nằm ngang này này coi làm chuẩn. Các cái góc ý đều tính dựa trên góc này, góc que cái tức là cái góc lượng giác luôn luôn lấy cái trục OX làm tia đầu tiên, làm cái cạnh đầu tiên của góc. Còn coi như cái điểm này luôn luôn nằm ở trên cái tia cuối của góc thì nó sẽ quét ra một cái góc alpha như thế này. Khi quét một góc alpha này thì nó sẽ tạo ra một cái cung, đó là cung AM. Thì số đo của góc alpha bằng số đo của cung vị chắn. Được chưa? Số đo góc alpha bằng số đo của cung AM. Cung AM tôi vẽ màu đỏ, giả sử cái cung này tôi giả sử là nó có độ lớn, số đo của nó là XY đi. Được chưa? Thế thôi, nhắc lại một lần nữa này, các em để ý nhé. Khi điểm A chạy đến điểm M trên đường tròn lượng giác thì nó quét ra một cái góc lượng giác là cái góc AOM tương ứng với góc alpha. Ngày xưa học rồi, số đo của góc ở tâm bằng số đo cung vị chắn. Nên số đo góc này tương ứng với bằng số đo của cung AM, tôi gọi là số đo này là cung X. Số đo của cung X này được tính theo đơn vị là radian. Được chưa? Thế bây giờ tương ứng với số đo của cung X này thì tôi gióng vào trục dọc thì có phải là tôi đọc được giá trị của sin không? Trong trường hợp này thầy đọc được sin, thầy đoán là cái chỗ này chắc là khoảng 0,8 2, 4, 6, 8 thì đây cái chỗ này nó chắc là khoảng 0,7. Thầy cứ dự đoán thế, chả biết bao nhiêu. Nhưng quan trọng là thầy đọc được giá trị của sin nằm ở đây. Giá trị của cốt thầy đọc được, thầy đọc ở đây. Đấy, em biết cái ý nghĩa của năm lớp 10 học, chỉ học cái ý thôi. Đấy, thí dụ nhá, thầy giả sử như em vẽ cái chỗ này, thầy cứ giả sử như là alpha là 45 độ đi, thầy vừa tính xong. Tức là thầy giả sử như là alpha bằng 45 độ, số đo cung tương ứng của cái này là pi trên 4 đúng không? X là pi trên 4. Thì thầy đọc được sin x chỗ này là bằng căn 2/2 đấy. Tức là khoảng 0,7 đấy. Đấy, em hiểu ý nghĩa của nó chưa? Cái đoạn 0,7. Các em nhớ cốt của không cốt của 45 độ cũng 0,7 luôn, tức là cũng căn 2/2 đấy. Như vậy nó có ý nghĩa cả đấy. Gióng trên này chúng ta đọc được sin cốt ngay. Được chưa? Sin bình cộng cốt bình đúng bằng 1, đúng bằng độ dài của đường tròn đơn vị và bằng độ dài của cái cạnh ở giữa là OM, phải là bằng 1. Vì bán kính đường tròn bán kính của cái đường tròn lượng giác này là người ta đã quy ước là bằng 1 đơn vị rồi, đường tròn đơn vị mà. Em cứ lấy sin bình cộng cốt bình nó ra bằng 1 thật theo Pythagore ấy mà, chả có gì đâu. Như vậy khi em vẽ cái đoạn cung AM này ra, em kéo cái đoạn cong cung này, em kéo bẹt nó ra, em cho nó thành một cái đoạn như thế này. Thì cái độ dài của đoạn ý chính là đoạn màu đỏ mà thầy vẽ ở đây, chính là đoạn OX như này. Nhìn thấy chưa? Nhắc lại nhá, cái đoạn cung X như này, tương ứng với cái góc này đúng không? Thầy kéo bẹt nó xuống đây thì kéo thẳng nó ra như thế này. Người ta chỉ gọi là chỉ là một cái sự tương đối hóa, quy đổi hóa giữa cung cong chuyển sang đoạn thẳng thôi. Người ta gọi là đổi hệ trục từ cái này cung cong sang thẳng. Thì cái này nó là cái độ dài đoạn X ở đây. Thì tương ứng với nó chính là cái điểm
M đây, thế thì tương một điểm M bất kỳ lúc nãy bây giờ không đọc trên đường tròn đứng giác mà đọc trên hệ trục tọa độ đề các vuông góc thì nó sẽ có hai cái điểm, đó là xy, thì x của nó chính là độ dài của cái đoạn cong này lúc nãy mình vừa vẽ. Lúc nãy cái chỗ này là thầy lấy là pi trên 4, có hiểu không? Pi trên 4. Thì lúc nãy gióng thẳng vuông góc lên đây, gióng thẳng x thẳng y thì cái sin x này lúc nãy của nó là bằng căn 2 trên 2. À đấy, hiểu chưa? Như vậy đổi từ cái việc đọc trên đường tròn lượng giác sang hệ đơn vị thì đây chính là hàm số y bằng sin x thôi. Tức là đổi lại cái sự quy ước mối quan hệ giữa x là cái cung radian này với cái độ dài sin này, bây giờ chuyển sang x này là đổi trên hệ trục hoành, và còn cái sin này là chúng ta đổi thành cái đơn vị là trục tung. Sau đó gióng lên thì mỗi một điểm lúc nãy trên đường tròn lượng giác thì nó cũng bây giờ nó cũng sẽ tương ứng với một điểm trên hệ trục tọa độ đề các vuông góc. Đấy, chính vì thế chúng ta sẽ đọc được sin cos bình thường thế này đấy. Em hiểu chưa? Nó rất đơn giản đến thôi, chả có gì cả. Em thấy dễ không? Thầy thấy nó còn dễ nữa này. Nó chỉ là vẽ ra đây thôi. Được chưa? Tương ứng với x khác nhau thì có thể là có cái sin khác nhau. Tí nữa cái hàm số này em lấy cho thầy nhiều các giá trị x khác nhau em thay vào đây rồi em nối các điểm lại thì em được đồ thị hình sin. Cái vẽ đồ thị nó chỉ có dễ thế thôi. Tí nữa em sẽ thấy cái dạng đồ thị trong phần sau nhé. Còn bây giờ thì vừa hướng dẫn em một điểm nào đó thôi. Hiểu chưa? Tí nữa em vẽ nhiều điểm lại, em nối lại thì em sẽ thu được đồ thị thôi, chả có gì cả. Thế là xong nhé. Như vậy phần sin thầy đã nói rất kỹ rồi. Bây giờ các phần khác hoàn toàn tương tự, chả có gì đâu. Mời các em đến với hàm số cosin. 2. Hàm số cosin hay gọi tắt là hàm số cos. Cos, được chưa? Cosin cũng như là cái người anh em của sin thôi, là một quy tắc đặt tương ứng với mỗi một số thực x. Thì bây giờ the sin x với cos x thôi. Một cái góc bất kỳ thì nó ngoài còn nó có sin thì nó còn phải có cos. Cũng giống như là có bố thì nó còn phải có mẹ nữa đấy. Hiểu chưa? Đấy, một cái bác x bất kỳ em đấy. Thế đây, đây là cái gương thứ nhất. Bây giờ chúng ta phải có một cái gương khác. Gương kia là gương bố, cái này gương mẹ rồi. Đấy, bố mẹ của mình nó coi là gương của mình đấy. Được chưa? Một cái là gương bố, cái bây giờ gương mẹ. Thì gương mẹ cũng thế thôi. Được chưa? Là một quy tắc đặt tương ứng với mỗi một cái phần tử xc là số thực tương ứng, ta thay vào cái công thức cos xc thì ta thu được một cái giá trị gọi là y. Hiểu chưa? Đấy, thì người ta có hàm cos là một cái hàm là một cái ánh xạ chạy từ tập số thực, được chưa, này vào tập số thực khác và một cái tập số thực từ thực vào thực thôi. Đấy, trong đó chúng ta thu được chạy từ x vào y này, tương ứng với mỗi giá trị của x ta thay vào ta chỉ thu được một giá trị của y thôi, cũng giống như lúc quy tắc soi gương lúc đầu thầy có nói. Thế thì đây còn gọi là hàm số cosin, hay ký hiệu tắt là hàm số y bằng cos x. Cos x. Tập xác định của hàm này cũng là R. Tức là hàm số này xác định với mọi giá trị của x. Mọi giá trị của x thay vào đều soi gương được. Khi thể hiện trên đường tròn lượng giác thì các bạn nhìn lại lên trên hình vẽ ở đây thì nói cho. Vẫn thế thôi đúng không? Ứng với mỗi một điểm M nào đó có độ dài cung. À, có cái góc số đo cung. Nhắc lại, số đo cung là x gì? Thì gióng vuông góc trên trục hoành ta đọc được cái chỗ điểm chỗ này, độ dài của đoạn. Lúc nãy đoạn này là đoạn OH nào đó thì đoạn này là đoạn OK nào đó thì đoạn này có độ dài bằng căn 2 trên 2. Vậy đổi từ cái đoạn cong sang cái đoạn thẳng sang bên này. Đây, sang bên này. Thì người ta sẽ có đây, độ dài của cái đoạn cung cái số đo của cái cung lúc nãy là x gì. Lúc nãy tôi giả sử tôi chọn x gì có số đo là pi trên 4 thì tôi đọc được cái số đo của cái cốt này có giá trị là bằng căn 2 trên 2. Ui vẫn thế, tại vì thầy chọn cái góc đặc biệt xin cốt nó bằng nhau. Thì điểm này vẫn là cái điểm mời đây. Đấy, giống. Cái này hiểu rồi nhá. Nó xong thôi. Đổi từ hệ trục này sang cái hệ đường tròn sang cái này thôi. Chả có gì. Như vậy chỉ đổi tên thôi. Đấy, tương ứng với x thì sẽ là cốt x tương ứng. Âm dương thì chả biết nó âm dương ở đâu, nhưng mà trong trường hợp này thì nó là dương. Đấy, kiểu như thế. Thế là xong thôi, chúng ta đã vẽ được cái điểm này. Thế thì em chỉ cần nhớ cho thầy thêm, đó là vẫn cos x thì gương bố, gương mẹ thì đều là R hết. Nhớ chưa? Hai cái gương học xong rồi. Rồi, hết gương bố và gương mẹ rồi, chúng ta tiếp tục học đến cái gương số 3. Đó là hàm số y bằng tang x. Bây giờ thì dễ hiểu rồi. Hàm số tang. Hàm số tang được định nghĩa bởi là một cái hàm số được xác định bởi công thức. Đó là y bằng sin trên cos, trong đó cos x khác không. Cái này các em học từ năm lớp 10 với thầy các em đều biết hết rồi. Thầy có một cái câu thơ đọc rất là hay. Bắt được quả tang, xin nằm trên cốt. Cô tang dại dột để cốt đè xin. Như vậy, bản chất hàm tang chỉ là kết quả của cuộc tình, đó là xin và cốt thôi. Nhưng trong trường hợp này, xin nằm trên, cốt nằm dưới. Được chưa? Và chú ý, người nằm dưới phải khác gì? Khác không. Được chưa? Bây giờ mà lại người nằm dưới bằng không thì còn tính gì nữa? Được chưa? Ai chơi với không nữa? Ai chơi chia cho không? Đúng không?
Rồi, như vậy chúng ta có hàm tang được định nghĩa chỉ là một cái hàm sinh ra từ xin đè trên cốt thôi. Các em chú ý, do cốt khác không, cốt x khác không, nên em phải học thêm cái cách giải điều kiện chỗ này một tí cho thầy nhé. Thầy chỉ cần em nhớ được cái cách giải điều kiện chỗ này. Đó là điều kiện xác định của tang là cốt x khác không, x khác pi trên 2 cộng k pi, k là số nguyên. Cái này các em cũng đã được học trong cái năm lớp 10 rồi, thầy nói qua cho em một tí nhé. Những cái góc x nào mà cốt của nó bằng 0, mời các em nhìn lại trên đường tròn lượng giác. Nào nhìn ra đây. Đây là trục sin. Đây là trục cốt. Khi nào thì cos x bằng 0? Cos x chạy có giá trị chạy từ thấp nhất là -1 và cao nhất là 1. Khi cos x bằng 0 thì là tại điểm này. Tức là tại cái vị trí này cos x bằng 0. Thì lúc ấy các điểm có giá trị như thế nào? Gióng xuống trục cos thì nó có cái giá trị cos bằng 0 thì chính là điểm này, chúng ta gióng xuống chính là điểm này đúng không? Đây. Chính là cái điểm thầy tô xanh này. Em biết rồi, mọi điểm muốn đọc giá trị chỉ việc gióng thẳng vào trục sin và gióng thẳng vào trục cos. Thế thì chỉ có cái điểm này và cái điểm này. Hai cái điểm này trên đường tròn lượng giác khi gióng vào trục cos thì nó có giá trị cos bằng 0. Mà điểm này thì em đều biết, cái chỗ này thì là 0 radian. Chỗ này thì em biết thừa là đây là pi trên 2, ngày xưa học chán rồi. Đây là pi chứ gì? Đây 3 pi trên 2 đúng không? Đây 2 pi gì? Quay về đọc mãi hoặc đọc không mãi không đi chán. Một vòng tròn lượng giác là 2 pi. Cả một vòng thế giới đấy, 360 độ là 2 pi. Thế có phải là trả lời x khác pi trên 2 thì còn cái gì nữa? Ngoài ra x có thể khác 3 pi trên 2 nữa. Cho thầy hỏi, bài này như vậy là muốn cos x khác 0 thì x khác pi trên 2 không? Đúng không? Và x khác gì? 3 pi trên 2. Rồi cứ thế nó cứ mỗi, em có công nhận với thầy một điều là 3 pi trên 2 thì nó lại bằng pi trên 2 cộng với pi không? Có thấy như thế không? Như vậy có phải là cứ mỗi một lần cộng thêm một pi nữa thì nó lại quay về chỗ cũ không? Đây này, tí nữa 3 pi trên 2 em cộng thêm 1 pi nữa, tức là nửa đường tròn nữa đấy, thì nó lại quay về cái điểm này, thì nó lại quay về cái điểm mà làm cho cos bằng 0. Như vậy thầy xét một cách tổng quát, thầy có thể nói mọi góc mà làm cho cos x bằng 0 đều có dạng pi trên 2 cộng k lần pi nào đó. Chắc chỗ này hiểu rồi nhá, đúng chưa? Pi trên 2 mà cộng nên bắt đầu k bằng 1, k bằng 1, k là số nguyên mà, k bằng 1, tức là k bằng 1 pi đấy, thì nó bắt đầu nó chạy đến điểm này. Rồi cộng 1 pi nữa lại chạy lên điểm này, 1 pi nữa lại chạy về điểm này. Như vậy tổng quát có đúng là x khác pi trên 2 cộng k pi, còn cái gì nữa. Cái này giải thích trên đường tròn chả cần phải dùng cái gì cũng có thể hiểu được. Như vậy căng que trở lại đây, xong nha. Tôi nói thế là hiểu rồi nha. Như vậy là tôi nhắc lại này, các em để ý này. Vậy nhớ cho thầy, vậy cos x khác 0 thì x khác những cái vị trí, đó là vị trí pi trên 2 cộng k pi, trong đó k là những số nguyên. Thầy đã nói cho em tổng quát rồi. Còn mai kia đi thi mà nhỡ không học thuộc được thì nhiều bạn sẽ dùng cách sau, đó là muốn tìm cái góc x nào mà cos x của nó bằng 0 thì nhiều bạn sẽ bấm máy là gì ấy nhỉ? Bấm shift gì ấy nhỉ? Học lớp 10 học chán rồi. Shift cos, tôi kia lấy máy tính bấm shift cos của 0 thì máy sẽ hiện ra pi trên 2 ngay. Nhưng mà lúc sau các em lại phải nhớ thêm k pi nữa nhé. Nhớ thêm k pi vào vì đây là cái đuôi. Nhớ chưa? Cái đuôi của cái nghiệm mà cái chỗ này sẽ được học kỹ hơn. Khi mà các em học sang cái phần phương trình lượng giác, thầy sẽ dạy các em kỹ hơn về việc các cái giải điều kiện và tìm x này trong cái phần tìm tổng xác định sắp tới này. Còn bây giờ tạm thời các em hiểu cho thầy trên đường tròn như thế và học thuộc cho thầy, đó là lúc ấy x sẽ phải khác pi trên 2 cộng k pi. Còn nếu mà không nhớ thì bấm cái này cũng được. Nhưng mà giải thích trên đường tròn thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Còn nếu không thì em sẽ bị nhầm lẫn hết cái đuôi ngay. Em chỉ cần quan tâm từ điểm này sang điểm kia chúng hơn nhau bao nhiêu. Nếu chúng hơn nhau đúng 1 pi thì là k pi. Chúng hơn nhau 2 pi thì là k pi, chứ hơn nhau đúng pi trên 4 thì là k pi trên 4. Đây là cái cách nhớ đấy, hiểu chưa? Chả hiểu gì cả, được chưa? Chứ đôi khi có học thuộc quá là chả hiểu gì đâu. Rồi như vậy cách ghi tập xác định, các em ghi cho thầy tập xác định ký hiệu là chữ D. D là toàn bộ tập số thực R gạch bỏ đi cái phần tử, các phần tử mà có dạng, có cái, các cái nghiệm mà nó có dạng pi trên 2 cộng k pi, cho đó k là số nguyên. K là số nguyên, quay một vòng đấy, quay một vòng. K bắt đầu là các số nguyên 0, 1, 2, 3, 4 đấy. Được chưa? Âm 1, âm 2, âm 3, âm 4. Thì nó lại bị quay về chỗ cũ mà. Đã hiểu như thế là được nhé. Nguyên. Tiếp tục em đến với lý thuyết tiếp theo cho thầy, đó là hàm số cuối cùng là hàm số tang. Tương tự như cái người anh em tang thì cô tang là nghịch đảo của tang ngày xưa kem học rồi. Cô tang ngày xưa được định nghĩa là cô tang là 1 trên tang, hay chính là hàm số được xác định bởi công thức y bằng cos trên sin, trong đó sin khác 0. Thế thì thầy mới bảo là sin đè trên cốt thì là tang mà bắt được quả tang sin đè trên cốt.
cô tăng dạy dột để cốt đè xin đè ngược trở lại đấy. Đây cũng là kết quả của cuộc tình xin cốt, nhưng lần này cốt nằm trên, cốt nằm trên, được chưa? Hay nhỉ? Nên lại xin đè cốt lại sinh ra một cái con tên là tang, nhưng mà lại con thứ hai cốt đè trên xin lại sinh ra một cái con khác, nó lại có cô tang, thế nó mới hay như vậy, được chưa? Mà cái cô tang thì lại là cô của tang, hai cô cháu lại nghịch đảo mới sợ, được chưa? Nguy hiểm thật. Các em nên nhớ, thầy nhắc lại nhá, tang nhân cô tang luôn bằng một, tang nhân cô tang là bằng một nhá, và đúng với mọi giá trị x mà khác thỏa mãn điều kiện, đó là với mọi giá trị x thỏa mãn điều kiện đó là cả sin các không cốt các không nhá. Tại vì khi thỏa mãn điều kiện này thì cả sin các không phải cả cốt các không. Chưa? Cái này nhớ cho. Rồi. Để ký hiệu là y bằng cotang x xong nhá. Như vậy. Hàm số này em chỉ cần nhớ cho thầy cái điều kiện thôi. Ngoài nhớ được cái định nghĩa tại sao sinh ra nó thì chỉ cần nhớ điều kiện. Sin các không thì x khác k pi, k thuộc z. Lại nhìn lên đường tròn thì giải thích cho tại sao x khác kb cho nên lại thuộc như cháo đấy, chả hiểu gì giờ này. Đây là trục sin, trục dọc này. Những giá trị nào mà khi gióng xuống trục sin mà nó bằng không thì trên các đường tròn các cái điểm này thì chỉ có cái điểm này thôi. Đây này thầy đợi thầy thì tô đậm. Điểm này, các cái điểm đặc biệt này, điểm này khi gióng vào trục sin. Đây chúng ta gióng vuông góc mà. Lúc nãy là nhìn thẳng xuống trục cốt, bây giờ nhìn thẳng xuống trục sin, đây trục sin đây. Tất cả mọi điểm chỉ việc nhìn thẳng vào trục sin thôi. Trục sin đấy, nhìn thẳng vào. Thế thì chỉ có cái điểm này, gióng vào đây là nó ra sin bằng 0. Nhưng còn điểm nữa đấy. Còn điểm nào mà gióng vuông góc vào trục sin mà nó ra bằng 0 nữa không? Còn đây điểm này này. Tức là loại trừ vào hai cái điểm này lúc nãy ra. Hai điểm này lúc nãy làm cho cốt bằng 0 thì chỉ còn có hai cái điểm này thôi là cho sin bằng 0 chứ còn ai nữa. Đấy, điểm này gióng vuông góc vào trục sin. Nhắc lại nhá, phải là gióng vuông góc. Điểm này nữa, chắc em biết chỗ này là gì rồi nhá. Không chứ còn cái gì nữa. Còn cái này, pi chứ còn cái gì nữa. Như vậy người ta ghi, muốn cho sin x khác 0 thì x phải khác 0, x phải khác pi. Thế bây giờ nếu mà quay lại sang điểm này nữa, từ đây sang đây là 1 pi, từ đây pi về đến đây lại là 2 pi nữa đúng không? 2 pi, đây sang đây là 3 pi. Đến đây, tức là nếu mà có quay nhiều tiếp các cái vị trí nữa thì có nhiều pi. Như vậy người ta chỉ cần quan tâm đến hai cái điểm đầu tiên, chúng có mối quan hệ với nhau như thế nào. Các em có thể thấy ngay không và pi hơn kém nhau theo đúng cách dạy của thầy là bằng hơn kém nhau pi. Như vậy lần sau em chỉ cần ghi đơn giản, ngắn gọn là x khác 0 cộng k pi. Trong đó k bằng 1 thì nó ra là 1 pi, k bằng 2 nó ra 2 pi, k bằng 3 nó ra 3 pi. Thế thì có phải là tổng quát là x khác k pi không? Có hiểu tại sao người ta lại ghi như thế không? Vì tất cả những cái điểm kp này đều làm cho sin bằng 0. Cái này hiểu rồi nhá. Đấy, thầy đã bảo rồi. Chỉ cần sắc đọc ra hai cái điểm quan trọng trên đường tròn lượng giác để xem chúng hơn kém nhau bao nhiêu. Thì nó là k lần ấy. Hơn kém nhau pi là k lần pi. Lấy cái điểm đầu rồi xem nó hơn kém nhau bao nhiêu thì mỗi lần sau chỉ việc cộng thêm k lần cái ý là xong. Rồi, thế là xong lý thuyết. Sang đây. Thế thì lần sau cách nhớ thì chỉ có ghi tập xác định D bằng R gạch bỏ kp, k thuộc z. Và nhiều bạn có thể lấy máy tính bấm shift sin. Tại vì muốn tìm x ở trong này thì nhiều bạn bấm shift sin 0 thì máy cũng sẽ trả lời ra bằng 0 thôi. Thế nhưng vẫn phải nhớ cái đuôi, đó là kp nhé. Thì bài này có nghĩa là 0 cộng kp. Đấy, thầy chỉ cần các em nhớ được cho thầy hai cái điều kiện này trong bài này thôi, thế là xong. Nguyên lý và cách hiểu tại sao ra như thế. Còn về sau trở đi những câu khó hơn thì cho phép các em có thể bấm máy tính. Đến lúc nào mà học cái phần trắc nghiệm sau thì thầy sẽ dạy cho em các quy tắc tìm máy tính sau. Còn bây giờ tạm thời các em cứ hiểu cho thầy như thế. Nhận xét cuối cùng trong cái phần định nghĩa này đó là, các em nhớ cho thầy, hàm cốt được coi là hàm số chẵn, còn ba hàm còn lại sin, tang, cotang đều là hàm số lẻ. Giải thích. Một hàm được coi là có tính chẵn lẻ khi và chỉ khi là, thứ nhất, nếu như x với mọi x thuộc d, với mọi x thuộc d mà trừ x cũng thuộc d, tức là tôi tồn tại trên cuộc đời này, anh ấy cũng tồn tại trên cuộc đời này, được chưa? Nhà tôi và nhà anh ấy bằng nhau, thay, tức là chúng tôi thay vào thì nhà tôi bằng với nhà anh ấy luôn. Thế thì chúng tôi được coi là hàm chẵn, được chưa? Nhà chúng tôi là hàm chẵn. Đấy là tính chất của hàm cốt. Ngày xưa em học mãi với thầy rồi, cốt đối sin bù phụ chéo khác pi tang, cốt của alpha bằng cốt của trừ alpha, nên hàm cốt, hàm nào mà có thỏa mãn tính chất là thay hai số đối ngược nhau vào với mọi bộ số trong tập xác định nhá,
mà tôi và anh ấy thay vào cùng ra một giá trị thì chứng tỏ tôi và anh ấy là hàm chẵn. Đúng rồi, tức là chúng tôi là hàm chẵn. Ngược lại, hàm sin, hàm tang, hàm cotang đều là hàm lẻ, vì với mọi x thuộc D thì trừ x cũng thuộc D. Ui dồi, sin cos đó là R. Tôi tồn tại trên cuộc đời này chẳng nhẽ anh ấy lại không tồn tại trên cuộc đời này. Đúng không? Nhiều bạn về sau sẽ hỏi mình mà như vậy, theo nguyên tắc dạy của thầy chính, sớm muộn mai kia mình tồn tại trên cuộc đời này, chắc người yêu mình cũng vẫn phải đang tồn tại trên cuộc đời này, được chưa? Có điều là hai người ấy, em và người ấy, đã cùng thay về một nhà chưa, được chưa? Chưa, đã gặp nhau chưa thôi, chứ thực ra người ấy vẫn đang tồn tại trên cuộc đời này. Có điều là em phải đi tìm, chứ không có ai đi tìm được nữa, được chưa? Đấy, thế thì tôi tồn tại trên cuộc đời này, anh ấy cũng tồn tại trên cuộc đời này, được chưa? Và nhà tôi và nhà anh ấy ngược giống nhau. Sin trừ x em thay vào thì nó bằng trừ sin x đấy. Em thử bấm, thí dụ như sin của trừ 45 độ và sin của 45 độ thì nó một thằng là ra trừ căn 2 trên 2, một thằng thì nó ra là căn 2 trên 2 chẳng hạn. Thế thì hai cái giá trị này nó ngược giống nhau, tương tự cho tang và cotang. Người ta nói những hàm có tính chất như thế này là hàm lẻ. Nhà tôi và nhà anh ấy tuy hơi ngược nhau một tí mà chúng tôi vẫn thích nhau, được chưa? Đấy, hơi ngược nhau một tí nhưng mà chúng tôi vẫn thích nhau là được. Nhớ cái hàm nào mà tôi tồn tại mà anh ấy còn không tồn tại trên cuộc đời này thì thôi rồi, thì thôi không cần phải xem chúng tôi có cùng nhà hay không đâu. Lúc ý là chúng tôi người ta gọi là không chẵn, không không lẻ, được chưa? Hoặc là tôi và anh ấy cùng tồn tại nhưng mà rất tiếc là chúng tôi đã thay vào thì lại bằng nhau thì chả phải, mà ngược nhau thì cũng không, mà chúng tôi khác hẳn nhau cơ, khác hẳn hoàn toàn, không bằng không ngược, thì lúc ấy chúng tôi là hàm không chẵn, không không lẻ. Không chơi cái hàm vừa chẵn vừa lẻ đâu nhá, hiểu chưa? Thế là các em chỉ cần nhớ cho thầy, bản chất cái hàm tang và cotang này là do bị dính vào hàm sin. Cái này chỉ là tích của thương của hai một thương của hai hàm một chẵn một lẻ thì nó là hàm bị lẻ luôn. Vì dính vào một người bị lẻ thì coi như là bị lẻ. Mấy kia cứ nhớ theo quy tắc này mà làm. Nhớ chưa? Thì là xong. Còn hai hàm mà nó đồng chẵn thì nó, hoặc là đồng lẻ thì lại không nói rồi. Đây nó có một hàm lẻ thì nó lại không, thì nó lại chắc chắn nó phải lẻ. Như vậy chỉ nhớ cho thầy, duy nhất chỉ có hàm cốt là hàm chẵn theo cách giải thích mà thầy đã nói nhá. Bạch cốt tinh là rất nguy hiểm, nào phải chẵn. Được chưa? Như vậy là chúng ta hoàn thành xong cái phần định nghĩa và các hàm số lượng giác một cách cẩn thận ở đây. Các em nhớ xem đi xem lại những cái phần mà thầy đã dặn dò, hiểu chưa?